Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món ăn vặt của Hà Nội khi mà thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa thu. Đó chính là món cóc dầm bò khô các bạn ạ. Và nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị đó là hai trái cóc, bò khô, 30g đường, ớt bột, đậu phộng rang và một muỗng cà phê muối canh nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện thôi. Sau khi cóc đã gọt vỏ rồi thì các bạn sẽ bổ dọc thành những miếng có độ rộng khoảng 1cm. Hãy làm tương tự như mình nhé. Và sau khi cóc đã cắt xong rồi thì các bạn sẽ cho thêm một muỗng cà phê muối cộng với 30g đường vào và trộn đều, ướp trong 10 phút. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm ớt bột và trộn đều. Sau cùng là các bạn sẽ cho thêm bò khô vào và trộn lên nhé. Sau đó thì trình bày ra một cái đĩa và cho thêm đậu phộng đập dập vào nhé. Và đây là món cóc dầm bò khô các bạn ạ. Món này mà ăn vào những ngày se se lạnh thì rất là tuyệt vời. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.